chiều 11 tháng 12 năm 2013, Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với hai đối tượng Trần Tiến Hạnh, 19 tuổi và Nguyễn Văn Lợi, 21 tuổi, cùng ở phường 5 thành phố Đông Hà để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản. Đây là các đối tượng nghi phấn nằm trong chuyên án 211H đã được xác lập trước đó khoảng 22 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2013, tại khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà lại tiếp tục xảy ra một vụ cướp giật tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Đông Hà đã truy xét nóng và bắt được hai đối tượng nói trên. Qua đấu tranh, bước đầu Hạnh và lời khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp và cướp giật tài sản trước đó trên địa bàn thành phố Đông Hà. Hiện vụ án đang được công an thành phố Đông Hà tiếp tục điều tra mở rộng.